Xin chào. Chào mừng đã quay lại. Ta sẽ tập điều căn bản trước tiên. Bạn thấy đó, khi ta tập trung nhiều vào điều căn bản, bạn sẽ hoàn thiện được các kỹ thuật dễ dàng hơn. Mọi thứ trở nên dễ dàng khi bạn tập. Điều căn bản, nền tảng, bạn nên xây dựng cho thật vững chắc, từ đó có thể cao hơn. Mặc dù bạn muốn lên cao thế nào cũng được, vì nền tảng đã quá vững chắc rồi. Nào, ta hãy bắt đầu bằng việc hít thở đa phun. Hãy lấy một chiếc khăn, gấp lại, rồi lót dưới mông. Thấy không? Đó là cách chúng ta làm đó. Bây giờ, ngồi xuống nhẹ nhàng. Nhớ ngồi cao lên. Nào, chéo chân nào. Bạn ngồi thế nào cũng được. Có thể là chân này trước hay sau. Bạn thấy thoải mái là được rồi. Nhớ giữ lưng thật thẳng và hai tay thật thoải mái. Ta không dùng gì đến tay cả. Dương sống lưng ra. Đừng ngồi thế này, không tốt đâu. Ngồi thế này nhé, và đặt tay phải lên bụng. Tay phải của bạn đó. Tay phải, đặt nó ở đây. Và tập hít thở nhanh. Khi tôi nói một, bạn hít vào. Hai, thở ra thật mạnh. Tốt, một, hai. Tốt lắm, một, hai. Tuyệt lắm, một, hai. Tiếp tục nào, một, hai. Bạn có thể tập nhanh hơn nếu muốn. Một, hai, tốt. Một, hai. Nhắm mắt lại, tốt lắm. Tập trung vào việc hít thở. Thở ra, tuyệt lắm, thấy không? Thở ra, tốt. Một, hai, tốt. Một, hai, tốt lắm. Năm lần nữa. Hít thở thế này, tống chất độc ra ngoài. Bạn sẽ giúp giải tỏa mọi căng thẳng, giúp phổi khỏe hơn, tạo hơi ấm trong cơ thể. Một lần nữa. Tốt. Bây giờ thở từ từ giống như vậy và thở ra. Hít vào thật chậm. Bụng hướng ra trước và thở ra. Thế này là bạn chậm chậm điều khiển hơi thở mình. Sự điều khiển được hơi thở. Nào, hãy tập nhanh một chút. Lần này ta sẽ không đặt tay trên bụng nữa mà đặt tay nơi gối. Sẵn sàng chưa nào? Ngồi cao lên, thẳng lưng. Ta làm lại, giống như vậy. Làm 10 lần, nhắm mắt nào. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nào, hít thở bình thường, giống như vậy. Khi hít vào, bụng phình ra. Khi thở ra, bụng hóp vào. Hít thở thật đều đặn. Bạn đang tập để điều khiển được hơi thở của mình. Rất quan trọng đấy. Vào buổi chiều sau khi tan sở, bạn cảm thấy mệt mỏi quá, cứ hít thở thật mạnh như thế. Hay rất tốt vào buổi sáng nếu bạn tập kỹ thuật thở mạnh này từ 3 đến 5 phút. Chừng ai có bệnh cao huyết áp, cứ từ từ, thực hiện thật chậm thôi. Tốt lắm. Ta sẽ tập bài tiếp theo. Tốt lắm, từ từ mở mắt ra. Ngồi cao lên, thẳng lưng. Điều bạn sẽ làm là khi hít vào, đầu quay sang bên phải và thở ra ở đó. Tốt lắm, lại nào. Quay đầu ra giữa và thở ra ở đó. Tốt, quay đầu sang bên trái và thở ra ở đó. Tuyệt lắm, rồi quay đầu ra giữa và thở ra ở đó. Phải, hít vào, thở ra, giữa, hít vào, thở ra. Tốt, trái, hít vào, thở ra. Tốt, giữa, hít vào, thở ra. Phải, hít vào, thở ra. Giữa, hít vào, thở ra. Nhớ tập trung vào chuyển động của bụng. Trái, thở ra. Giữa, thở ra. Phải, thở ra. Tốt, và giữa. Thấy không? Bạn làm hai thứ cùng lúc. Thứ nhất, bạn tập cổ. Sau đó bạn tập hít thở. Đây là một bài tập rất tuyệt. Nào, bây giờ ta sẽ tập một bài tập giải tỏa những phần còn lại.
hãy giơ tay ra trước mắt, rồi đơn giản là nắm lấy tay lại. Rất đơn giản, hãy hít thở, hít vào. Chỉ 5 lần thôi, dễ mà. Thở ra, hít vào, nắm chặt. 4, thở ra. Bạn hãy cảm thấy có cái gì trước mặt mà bạn muốn nắm chặt lấy nó. Chắc là một quả bóng, nắm lấy và thở ra. Hít vào và thở ra, tuyệt lắm. Nắm tay lại nào. Hướng nắm tay lên rồi xuống, hướng lên rồi xuống. Rất đơn giản phải không? Hít vào, hướng lên rồi xuống, tốt lắm. Hít vào, hướng lên rồi xuống, tốt lắm. Hướng lên rồi xuống. Một lần nữa. Hướng lên rồi xuống. Cô thế nào Mary? Tốt. Xuống. Lần nữa. Hít vào và xuống. Bỏ tay xuống và lại xem bạn thở thế nào. Thấy không? Nhịp điệu vậy đó. Bạn biết đứa trẻ không? Khi nó thở chỉ có bụng lên rồi hạ xuống thôi. Đó chính là thứ mà bạn cần tập luyện đó. Nào, tiếp theo là bài tập khớp vai và khuỷu. Để tay thế này. Chạm rồi và duỗi ra. Rất tốt cho khớp, nơi vai và khuỷu. Chạm nữa nào. Thẳng tay ra. Chạm và duỗi. Chạm và duỗi. Hai lần nữa nào. Chạm và duỗi. Một lần. Chạm và duỗi. Dễ mà có đúng không? Nhưng là bài tập tuyệt vời đó. Rất tốt cho khớp của bạn. Vì khớp phải hoạt động mà. Nào, ta sẽ tập một thứ khác. Hai tay dang ra hai bên. Dễ thôi, chạm và duỗi. Chạm và duỗi. Ba lần nữa. Và duỗi. Hai. Và duỗi. Một lần. Và duỗi. Tuyệt lắm, buông tay xuống. Bạn sẽ tập một động tác khác để mở vai ra. Rất tốt cho phần bả vai nhé. Nào, cũng giống như vậy. Tay thế này. Đặt thế này nâng lên. Nhớ rằng góc này phải thẳng thế này đó. Chạm hai khuỷu. Chà, bạn thấy khó sao? Chạm rồi mở ra. Tuyệt lắm. Nào, lại chạm và mở. Rất tốt cho khớp vai của bạn đó. Nào, chạm và mở. Hai lần nữa. Chạm và mở. Một lần cuối. Chạm và mở. Nào, giữ nó thế này trong 5 giây. 4, 3, 2 và hạ xuống. Rất tuyệt. Cô cảm thấy thế nào? Tốt chứ? Nào, ta sẽ cúi xuống phía trước. Hai gối bạn thế này nhé. Thấy không? Và thở ra nào. Cúi đầu xuống. Và nếu có thể, chạm đầu xuống sàn nhé. Tốt. Lại hít vào, ngẩng lên. Lại cúi xuống. Thở ra, thấy không? Dùng tay kéo thân mình xuống nào. Nhiều người chỉ ở đây. Không sao, cứ thoải mái. Cứ nhìn tôi và mỉm cười và thoải mái. Nào, ngẩng lên. Rất tuyệt đấy. Nào, thở ra và cúi xuống. Cúi xuống càng sâu càng tốt. Và nếu có thể chạm đầu xuống sàn thì càng tốt. Nếu không cũng không sao. Nào, ngước lên và lại xuống. Thở ra. Cúi đầu. Tốt. Lần cuối nào. Ngước cằm và cúi. Tôi muốn bạn giữ thế này trong 5 giây. Thấy không? Có nhiều người thấy khó khi làm thế này. Không sao cả. Khi bạn hít thở sâu, thân thể sẽ từ từ đi xuống. Vì thế hãy cho thời gian. Từ từ. Đừng lo lắng, đừng thất vọng, được không nào? Hãy mỉm cười và thoải mái. Tốt. Từ từ ngẩng lên. Thế đấy. Ta sẽ tập động tác tiếp. Xoay mặt sang hướng này. Nào, thẳng chân. Ta sẽ tập giải tỏa mệt mỏi ở lưng, gọi là Bunaminasen trong tiếng Phạn. Bạn sẽ làm gì? Đặt tay trên gối, quay sang bên phải, rồi chạm đầu xuống. Được rồi, quay ra trước. Bây giờ bên trái và chạm xuống.
Tốt lắm. Lên và bên phải. Lên và bên trái. Lên. Ta làm lần cuối nào. Bên phải. Lên và bên trái. Với những người lưng quá cứng, cứ tập vài trăm lần không sao cả đâu. Nào, ngồi thế, đặt tay ra sau, ngửa đầu ra thế và hít thở hai nhịp nào. Tốt. Nhìn lên. Và ta sẽ tập bài tập cho khớp gối nhé. Rất đơn giản thôi. Ngồi thế này, tay ra sau, cong chân phải lên. Từ từ. Và lần này thì duỗi ra, không chạm sàn nhé. Khó một chút có đúng không? Nhưng nó rất tốt cho khớp bạn đấy. Khớp sẽ chắc khỏe thêm. Nào, cong gối và duỗi ra. Tốt. Cong gối và duỗi. Cong gối và duỗi. Tôi muốn bạn giữ thế trong 5 giây. 4, 3, 2 và hạ xuống. Nào, chân kia. Cong gối và duỗi. Cong gối và duỗi. Thấy không? Bạn để thế này được rồi. Không cần quá cao, rất tốt cho khớp đấy. Cong gối và duỗi. Cong gối và duỗi. Cong gối và duỗi. Và tôi muốn bạn giữ thế này trong 5 giây. 4, 3, 2 và từ từ hạ xuống. Nào, hai chân hơi dang ra và xoay ngón chân trong rồi ngoài. Vòng tròn lớn nhé. Rất tốt. Tôi muốn bạn ở đó tập khớp mắt cá. Tôi sẽ trở lại ngay. Bạn tập thế nào rồi? Thế này quá dễ phải không nào? Bạn có thể tập nó cả ngày ấy chứ. Và một bài tập khác đó là chạm mũi chân rồi mở ra thế này. Rất tốt cho khớp hông. Được không? Dễ mà có đúng không? Cứ tập cho khớp hông và tập thật nhiều nhé. Một lần nữa nào. Và tôi muốn bạn giữ đó. Hai mũi chân chạm nhau. Cứ thế trong 5 giây. 4, 3, 2. Rất tuyệt. Bây giờ ta sẽ tập tư thế nửa xoắn. Rất tốt để cân đối lượng đường và máu. Tốt cho khớp hông, lưng và vai của bạn nữa. Nào, nhấc chân phải qua gối trái. Gối trái nha. Qua gối trái. Và những ai thấy khó quá, nhớ rằng không cần phải kéo qua đâu. Chỉ cần kế bên là được rồi. Không sao. Đầu tiên, lấy tay kia ôm gối nào. Đặt tay còn lại ra sau. Tốt lắm. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Ngó ra sau. Và kéo gối sát lại hơn. Những ai thấy khó quá, có thể lấy tay kéo lại thế này. Và tôi muốn bạn quay ra sau. Ra sau nhiều hơn. Tốt. Tôi muốn bạn cứ thế, giữ nguyên và hít thở. Tư thế có thể làm một lần, nhưng nếu giữ được lâu sẽ rất tốt đó. Rất tốt cho tuyến tụy. Bạn càng dặn phần bụng bao nhiêu thì nó sẽ dặn tuyến ấy bấy nhiêu. Rất tốt đấy. Nó sẽ giúp tống chất độc ra ngoài. Giữ nguyên thế nha. Đừng đầu hàng nó. Tôi muốn bạn thử một thứ khó hơn một tí. Nào, những ai có thể làm một cách thật dễ dàng, những ai ngoài đó làm được dễ dàng thì nhấc cánh tay và đặt thế này. Vai trái qua chân phải. Và chỉ cần dùng tay để đẩy. Rất tuyệt đấy. Ai làm không được cứ ngồi thế này không sao. Tôi muốn bạn giữ thế này và cả hai mông chạm sàn nhé. Lưng cũng sẽ thật thẳng và quay ra sau nhiều hơn. Thật tuyệt. Nhìn ra sau nữa nào. Và nhớ xoay lưng càng nhiều càng tốt. Xoay thế rất tốt.
Bạn sẽ giữ thế này trong 2 nhịp thở nữa. Hít thở sâu hơn. Đừng ngừng lại nhé. Một nhịp nữa. Cảm nhận hơi thở. Cảm nhận sự vặn người rất tuyệt. Nhìn về trước nào, thả lỏng. Cô tập thế nào? Ta sẽ tập với chân kia nhé. Nào, chân trái dắt qua chân phải như thế này. Rất đơn giản, dùng tay phải ôm lấy gối. Còn những ai không thể ôm gối, bạn có thể giữ như thế này. Quay ra sau nhiều hơn. Bạn thấy vai đó không? Quay chúng ra sau. Ra sau. Và bạn sẽ thấy phần bụng vặn xoắn đó. Và bây giờ ôm nhé. Còn ai có thể làm được? Tôi muốn bạn thử thế này. Dùng tay phải dắt qua gối trái và dùng cánh tay để đẩy chân. Rồi giữ nguyên thế. Thế thôi. Như thế này giống như nói xin chào. Cứ giữ nguyên thế này và mở rộng vai ra. Thấy không nào? Khi cách dặn người ấy, thân thể bạn có thể dặn như thế đó. Càng dặn người sẽ càng tạo ra nhiều hơi nóng nơi sống lưng. Rất tốt cho lưng và bụng. Nào, bạn cứ giữ thế trong 2 nhịp thở nữa. Quay ra sau nữa. Và xem vai này. Giữ cho vai thật thẳng. Xem bụng này. Và quan sát hơi thở luôn. Tốt lắm, một nhịp thở thật sâu nha. Rồi quay mặt ra trước. Nhìn ra trước. Rất tuyệt. Và thả lỏng. Cứ thả lỏng giống như lúc nãy. Bạn thấy không? Giữa những tư thế ta đều nghỉ một chút. Cứ thư giãn. Thả lỏng đầu 2 nhịp thở. Một nhịp nữa tuyệt lắm. Nào nhìn ra trước. Bây giờ cong gối và nâng hông lên để mở rộng nó ra. Tay đặt thế này. Ngón tay hướng ra ngoài. Không phải về phía chân nha. Thật dễ dàng. Không cần phải thẳng tay thế này. Thế này cũng được. Bây giờ bạn nâng lên nhé. Ấn 2 chân xuống sàn và nâng người lên. Rất tốt, tốt lắm. Ngồi xuống nào. Và lại nâng lên. Đồng bộ với hơi thở nhé. Hít vào nhiều nữa và đầu thả lỏng rồi hạ xuống. Tôi thấy nhiều người ở đó cố gắng co cổ. Đừng làm thế. Cứ thả lỏng nó ra. Không chuyện gì đâu. Tất cả những đau đớn nơi cổ sẽ biến mất đó. Hạ xuống nào một lần nữa cao hơn. Và tôi muốn bạn giữ nguyên đó. Hít thở. Thấy không? Dài cổ như thế này sẽ khó chịu lắm. Cứ thả lỏng. Thả lỏng nó. Và bạn thấy tay không? Nó đang mở ra đó. Các cơ của bạn sẽ trở nên rất mạnh khỏe. Và hông bạn sẽ mở ra. 5 giây nữa nào. 4 3. Bạn tập rất tốt đó. Tôi muốn bạn cứ giữ đó 1 giây rồi hạ xuống. Rất tuyệt. Ta sẽ tập thế tiếp theo. Nhưng cứ nghỉ trong 2 nhịp thở. 2 nhịp nào. Hít vào. Thở ra. Một lần nữa. Hít vào. Thở ra. Tuyệt lắm. Nhìn ra trước. Bây giờ ta tập thế con rùa được không nào? Tư thế này rất tốt cho những người bị trật xương sống hay những vấn đề về lưng. Nào, ai cũng làm được tư thế này cả. Ngay cả khi bạn có vấn đề về đau lưng, vẫn làm được thôi. Nào chắp hai chân lại với nhau. Đầu gối dang ra. Bạn có thể dùng khăn lót dưới mông nữa. Thế này, thấy không? Như thế thì sẽ dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Cứ ở đó, nắm lấy hai bàn chân và cả hai bên mông của bạn vẫn đặt trên sàn nhé. Ngước cằm lên và từ từ cúi xuống. Nào, ta sẽ từ từ ngước lên. Từ từ thôi. Tôi muốn bạn nhận thấy sự chuyển động. Và lần nữa, từ từ xuống. Đầu cúi xuống. Nếu bạn có thể chạm đầu xuống gót chân, thế thì rất tốt. Cứ giữ nguyên và chạm thế nhé. Giữ đó và hít thở.
phải nhớ rằng việc hít thở rất quan trọng. Cứ hít thở thật sâu. Yoga chính là việc hít thở một cách quan trọng, được chứ? Dù có nhiều kỹ thuật hít thở khoa học, nhưng khi bạn hít thở thật sâu và chậm rãi, cơ thể sẽ mạnh khỏe, trí óc sẽ minh mẫn, sẽ tập trung và nhớ được tốt hơn. Những thứ ấy bạn sẽ đạt được khi hít thở cả tinh thần và thể chất. Được rồi, một nhịp thở nữa nào. Hít thật sâu. Cứ thoải mái. Và từ từ ngẩng đầu lên. Rất tuyệt, từ từ ngẩng lên. Ta cũng sẽ thả lỏng chân, thẳng ra, thả lỏng đầu và hít thở hai nhịp. Rất tốt. Nào, ta sẽ tập một bài tập tiếp theo, rất tốt cho việc mở rộng hông, khung chậu và phần đùi trong. Từ từ nằm xuống trên khuỷu và chân bạn thế này. Thấy không? Gối phải mở ra hai bên. Và điều tôi muốn bạn làm là phần thân trên từ từ thư giãn trên khuỷu. Bạn không nên nghĩ tư thế này không thoải mái, vì nó là một tư thế rất thoải mái rồi đó. Và bạn sẽ làm gì? Nhấc hai chân lên rồi thả xuống. Một. Và lại nhấc lên. Khi bạn nhấc lên, tôi muốn bạn cảm nhận cơ nơi đùi trong. Đừng chỉ thả nó xuống. Nào, lên nào. Tuyệt lắm. Và hạ xuống. Lên nữa nào. Hãy cảm nhận việc tập luyện cơ đùi trong nhé. Một lần nữa. Lên nào. Và tôi muốn bạn giữ nguyên. Hít thở. Bạn ở đó thế nào? Nhìn bạn dễ thương lắm. Tư thế này khiến bạn thật dễ thương. Và từ tư thế này, hãy duỗi chân phải sang bên. Bạn cảm thấy phần đùi trong giãn ra. Gân đang giãn ra đó. Vài người sẽ như thế này. Không sao cả, đổi sang chân trái nào. Tốt. Nữa. Tuyệt lắm. Đổi sang bên phải. Tốt. Tốt lắm. Đổi sang bên trái. Rồi đổi sang bên phải. Tốt lắm. Đổi sang trái. Lần cuối. Sang phải. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Cảm nhận sự giãn cơ. 4, 3, 2. Chân trái. Giữ nguyên. 5, 4, 3, 2. Và khép chân lại, hạ chân xuống, thả lỏng. Bạn có thể ngã ra sau, nghỉ ngơi, hít thở hai nhịp. Bạn có thể cảm nhận đùi đang mở ra, thấy không? Khung chậu sẽ cứng, đùi trong cũng cứng. Khi bạn tập luyện chúng sẽ trở thành dẻo dai hơn. Bạn thấy không? Chân sẽ khỏe mạnh. Bạn phải luyện tập chúng đấy. Nếu không bạn sẽ lê chúng theo, không tốt tí nào. Đáng lẽ chúng phải đỡ cho bạn. Đúng không? Nào, ta tập tiếp. Lần nữa. Ngã người xuống trên khuỷu. Hai chân sát lại như thế này. Rất tốt. Và lần này, ta sẽ mở rộng cả hai chân. Sẵn sàng, mở rộng chúng ra. Càng thẳng càng tốt. Rồi khép lại. Tốt lắm. Mở ra. Càng thẳng càng tốt. Mà nhiều người sẽ thế này. Không sao cả. Cũng là tập rồi. Khép lại nào. Bây giờ ta lại mở ra rộng hơn. Thấy thế nào? Tôi biết thế này hơi khó, nhưng không sao cả. Hai lần nữa là xong nào. Mở ra. Tốt. Và khép lại. Lần cuối. Mở ra. Tôi muốn bạn giữ nguyên. Và tập ngón chân nào. 5, 4, 3, 2. Và từ từ khép lại. Và hạ xuống. Tốt lắm. Tôi muốn bạn nằm xuống với tư thế đó. Từ từ trên sàn. Mở rộng khung chậu. Ngửa ra nhé. Và tôi muốn bạn nằm nghỉ trên sàn. Thư giãn. Khung chậu mở ra. Giữ thế. Và tôi sẽ trở lại ngay.
nào. Bây giờ từ từ khép hai đầu gối lại với nhau. Bạn sẽ cảm thấy âu âu âu, đó là dấu hiệu tốt đấy. Bạn đã giãn khung chậu một cách rất tự nhiên. Duỗi dài chân ra, thả lỏng trên sàn và thư giãn trong hai nhịp thở. Tốt lắm, hơi dang hai chân ra. Và tôi nhắc bạn là nhớ chú ý vào nơi bụng. Khi hít vào bụng nâng lên và thở ra bụng hạ xuống. Tốt lắm, bây giờ thì bạn tập thế này dễ hơn nhiều rồi nhỉ. Tôi muốn bạn từ từ nâng bụng lên rồi hạ nó xuống. Một lần nữa và ta sẽ tập tư thế tiếp theo. Luôn luôn trở về tập trung hít thở mỗi khi ngưng tập. Bạn cũng có thể áp dụng như thế trong lúc làm việc thường ngày. Khi đang làm việc, bạn nên kiểm tra xem mình thở như thế nào. Nó sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi, sẽ thay đổi cuộc sống của bạn đó. Nó sẽ mang lại nhiều năng lượng cho bạn, khiến bạn khỏe hơn rất nhiều. Bây giờ, ta tập hông và phần đùi trong. Điều bạn sẽ làm là cong chân trái thế này và duỗi thẳng chân phải. Bạn nhấc chân phải lên, hít vào. Đúng thế, rất tuyệt. Và thở ra hạ xuống, rất đơn giản. Lại nào. Nào. 4 lần nữa, hít vào. Nhớ tập trung vào hơi thở, đừng làm nhanh quá. Thở ra hạ xuống, tốt lắm. Thấy được không? Hít vào, từ 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 từ. Tuyệt lắm, và bạn thở ra. Bạn còn 2 lần nữa. Hít vào và thở ra. 1 lần nữa, hít vào. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế, hít thở. Vài người sẽ thế này, chừng cong như vậy, không sao, không sao cả. Bằng cách tập luyện, chân bạn sẽ thẳng ra thế này. Nào, dang hai tay ra hai bên, cao bằng vai. Và điều bạn sẽ làm là hạ chân phải xuống bên phải. Thật chậm, nhớ điều khiển chân. Không chỉ là hạ xuống, chạm sàn nào và nhấc lên. Hít vào, đúng rồi, được không nào? Nào, thấy không? Tập trung vào phần đùi trong khi bạn hạ xuống. Tập trung vào đùi trong và nhấc lên. Tuyệt lắm. Lại nào. Cô thấy thế nào Mary? Nhớ cảm nhận đùi trong đang giãn ra khi bạn mở ra. Và tập trung. Tuyệt lắm. 2 lần nữa. Hít vào và thở ra. Đúng rồi. 1 lần nữa. Hít vào và từ từ thở ra, nhấc lên. Tôi muốn bạn giữ nguyên, hít thở và từ từ nhẹ nhàng hạ xuống. Hạ xuống nhẹ nhàng. Bạn cảm thấy thế nào? Tốt chứ? Ta sẽ tập với chân kia. Rất dễ. Mỗi khi bạn tập trung vào cơ bắp lúc đang chuyển động, mọi thứ đều dễ dàng. Nào, cong chân kia, bàn chân trên sàn và chân trái thẳng. Ta sẽ tập với chân kia nhé. Từ từ, bạn có thể đặt hai tay bên mình và từ từ nhấc lên. Hít vào và nâng chân trái lên, nửa nào, rất tốt, và thở ra. Rất tốt, và nhiều người chỉ lên tới được đây. Bạn không thể nhấc cao lên nữa, nhưng cứ tập rồi sẽ thẳng chân lên được. Rất tuyệt đấy, hạ xuống nào. Tốt, nửa nào, hít vào. Tốt, và thở ra. Từ từ hạ xuống, 1 lần nữa, hít vào. Thở ra. Tốt, lần cuối nào, hít vào. Tôi muốn bạn giữ chân thế này, có thấy không? Khi bạn tập từ từ, bạn sẽ cảm nhận được các cơ, tất cả các cơ. Và tôi muốn bạn dang hai tay ra hai bên. Tốt, từ đây, tập trung nha. Không được buông chân. Bạn phải điều khiển chân mình. Từ từ hạ nó xuống bên trái. Tốt lắm. Tập trung vào phần đùi trong nhé. Khi bạn tập kỹ thuật này, nhấc chân lên. Nhấc lên nào. Nào, từ từ làm lại. Đừng buông chân xuống. Bạn không phải ở đây thì ở đây. Không sao cả. Bạn có thể nhấc lên từ chỗ này. Nhấc lên, thấy không? Bạn không thể làm thẳng như thế thì từ đây cũng không sao. Và bằng cách tập luyện, bạn sẽ thấy các cơ giãn ra. Nào, nhấc lên, tốt lắm. Ta sẽ làm 2 lần nữa giống thế.
từ từ lên. Lần cuối nào, hít vào, từ từ giãn ra và chậm chậm thở ra. Nào, cứ giữ thế. Vài người chân sẽ run lẩy bẩy. Không sao cả, tôi có thể thấy thế. Nhưng đừng đầu hàng, đừng buông xuôi. Cứ giữ đấy trong 5 giây. 4, 3, 2 và từ từ hạ xuống sàn. Bạn đã làm được, thật tuyệt vời. Ta hãy nghỉ ngơi trong 2 nhịp thở và chuẩn bị sang động tác tiếp, được không? Và cứ ở đó chú ý vào hơi thở. Khi bạn hít vào sẽ làm gì? Bụng sẽ nâng lên và hạ xuống khi bạn thở ra. Nhớ chú ý hơi thở đó. Cứ nhắm mắt, nhắm mắt lại. Bạn nghe tôi nói mà. Cứ nhắm mắt. Một lần nữa nào, mở mắt ra, nhìn tôi. Tốt lắm. Cảm ơn nhiều. Bây giờ ta tập cơ bụng nhé. Ta đặt tay dưới mông nào. Thẳng ra. Thấy không? Thế này là đỡ lưng đấy. Có thấy không? Tay đỡ lưng bạn. Nhớ áp sát lưng xuống sàn nha. Để lưng đừng bị đau. Nào hãy nhìn đây. Nếu khuỵu như thế này thì bạn sẽ không thể có sức mạnh. Tôi muốn bạn duỗi xuống, xuống nữa. Đúng rồi đấy, thấy không? Gần hơn. Thế này sẽ giúp nhiều. Nào, hai chân khép. Và bạn sẽ làm gì? Nhấc cả hai chân lên. Tốt lắm. Cứ giữ thế này rồi nhấc đầu lên. Và siết chặt cơ hậu môn. Và tôi muốn bạn cảm nhận cơ bụng. Rồi bạn cũng biết thế này là không dễ dàng. Giữ thế trong 10 giây nhé. 9. Ngóc lên để không làm chấn thương cổ. 8. Bạn nên tập trung ở đây này. 5 giây nữa. 4, 3, 2 và từ từ chân hạ trước rồi hạ đầu xuống. Thấy không? Bạn chẳng cần tập bật ngồi cả ngàn lần. Chỉ cần tập thế này vài lần. Lúc đó cơ bụng sẽ khỏe hơn. Và bạn sẽ thấy khi giữ nguyên tư thế sẽ khiến tạo ra nhiều hơi nóng bên trong. Và bạn sẽ giúp giữ cho các cơ quan lớn nhỏ được mạnh khỏe. Ta sẽ làm lại nào. Nào, đầu lên rồi chân lên. Bạn thấy cơ bụng không? Săn lại cứng như đá. Cứng như đá đó. Nào, 5 giây nữa. Bạn nhìn này. Nó sẽ xảy ra giống như thế này. Nếu bạn vừa nhấc nửa thân trên và cũng đồng thời chân nữa, bụng sẽ khỏe hơn nhiều. 5 giây nữa. 4, 3, 2 và hạ xuống, rất tuyệt. Nào, thả lỏng tay, lấy tay ra khỏi mông. Đặt hai bên người và cảm nhận nha. Bạn đã khiến tạo ra nhiều hơi ấm cho cơ thể. Nên tập luyện cơ bụng. Vì nơi đây không có xương nên bạn cần tập để tạo ra sức mạnh. Nếu nơi này yếu, bạn cũng cảm thấy như yếu đi. Bạn tập luyện như thế này từng tí một. Ta sẽ tập tiếp một động tác nữa nha. Đó là cái cầu. Co hai chân lên, bàn chân dưới sàn và áp gót vào mông. Nếu như có thể, hãy để sát hết mức và đặt tay gần thế này. Chỉ cần đặt hai bên thế này thôi. Và bạn cần tập trung để nâng khung chậu lên và hạ xuống. Từ từ thôi. Rất tuyệt, rất đơn giản. Nâng lên nào và áp vai xuống nhé. Nâng thật cao lên và từ từ hạ xuống. Tốt lắm. Nâng lên nào. Thấy không? Rất tốt cho lưng bạn và đồng thời làm săn mông. Tôi muốn bạn săn mông lại khi nhấc lên và lại hạ xuống nào. Nó sẽ khiến bạn có được một cặp mông yoga đẹp. Nâng lên nào, cao lên nữa và hạ xuống. Bạn thấy không? Thân người giống như một cái đền, hay gọi là đền Hồi giáo hay nhà thờ gì cũng được. Nhưng chủ yếu là khi bạn tập luyện, cơ thể sẽ đẹp hơn, là một cái đền đẹp. Hạ xuống. Một lần nữa, nâng lên nào. Tuyệt lắm. Tôi muốn bạn giữ thế này. Hãy săn mông lại nào. Săn mông. Và tôi muốn bạn đẩy ngực về phía cằm, chứ không phải cằm về phía ngực. Và hít thở trong 5 giây nữa. Tốt. Khi bạn thấy mệt, làm gì nào?
cứ mỉm cười. Nào, đừng nói rằng tôi không thể làm. Cứ tiếp tục tập như một đứa trẻ. Trở thành một đứa trẻ. 4, 3, 2, từ từ hạ xuống. Cẩn thận. Tốt, từ từ hạ chân xuống lần lượt. Và phải kiểm tra nhịp thở đó. Luôn luôn xem cổ. Nếu cổ thế này, bạn đã gây sức ép lên nó khi nằm nghỉ. Luôn luôn đặt đầu thế này, dài ra. Thấy không? Đừng gây ép lên đĩa đệm này, khiến chúng sẽ trở nên cứng và đau. Nào từ từ mở mắt, và ta tiếp tục tập tư thế tiếp theo. Đó là đặt tay bạn. Nào nhìn tôi nào. Cảm ơn, cảm ơn. Đặt tay bạn dưới mông. Nữa nào. Tốt lắm. Và bạn sẽ ép khuỷu. Và dậy thế nào? Đúng rồi. Hai chân thẳng. Tư thế này rất tốt. Nhiều máu sẽ dồn về não. Massage tuyến chỗ này. Cứ nhẹ nhàng thả lỏng đầu. Và đẩy ngực lên. Cứ đẩy ngực lên. Và đầu thả lỏng. Bạn có thể thả lỏng hay chạm đầu xuống sàn thế này, giống Mary đang làm. Cứ thế, hãy đồng hành cùng thân thể mình. Đừng ép nó. Cứ giữ nguyên. Chủ yếu là tôi muốn bạn đẩy ngực cao lên. Cao lên nha. Cứ hít thở. Giữ nguyên và hít thở. Rất tuyệt. Bạn thấy không? Cơ thể bạn có thể hoạt động rất tốt. Cứ giữ thế và hít thở. Và một điều nữa tôi muốn bạn chú ý, săn mông lại. Thật săn lại nhé. 5 giây. 4, 3, 2. Và từ từ ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên từ từ. Và nằm xuống nhẹ nhàng. Hai chân hơi dang ra. Hai tay hai bên. Giữ nguyên và tập trung vào việc hít thở nơi bụng. Tôi sẽ trở lại ngay. Tôi yêu các bạn. Nào, bây giờ nghiêng người qua và ngồi dậy nào. Gập hai gối lại. Gập gối và ngồi dậy nào. Bây giờ tôi muốn bạn ngồi lên tư thế kim cương. Đấy. Tư thế kim cương. Tư thế này rất tốt cho xương sống. Tư thế này rất tốt cho những người bị đau lưng. Nó cũng tốt cho việc tiêu hóa, tạo ra hơi nóng. Nào, ngồi thế này trong hai nhịp thở. Tôi muốn bạn quan sát chỗ này và tập trung vào hít thở. Tốt lắm. 1, 2, bụng phình ra. Và 2, tuyệt vời. Bây giờ ta tập bài tập để mở rộng bả vai. Điều bạn sẽ làm là vòng tay qua đầu, đan ngón tay lại với nhau, tay đẩy lên trên. Lòng bàn tay hướng lên trần nhà. Khuỷu thẳng. Bắp tay chạm tay. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Bạn thấy đó, đôi khi có những người bị khom lưng. Kỹ thuật này sẽ giúp ích đấy. Có thể bạn chỉ đến thế này thôi, nhưng hãy cố gắng đẩy tay ra phía sau càng nhiều càng tốt. Như thế này, thấy không? Và dài ra cứ như bạn muốn đẩy trần lên bàn tay của mình ấy. Được không? Cao lên chút nữa. Nào, nâng lên. Đây là một tư thế rất dễ. Đừng nói với tôi bạn mệt. Đừng nói mệt. Hãy tập nào. Tập nữa nào. 5 giây. Và bạn dương cao hơn nữa. Giữ thế. Và đẩy tay ra sau thế này. 5, 4, 3, 2. Và buông tay xuống nhẹ nhàng. Và lại tập trung vào hơi thở của mình. Hai nhịp nào. 1. Thấy không? 2. Tốt lắm. Bây giờ ta tập khóa tay nha. Rất tốt cho các cơ ở vai. Mở rộng bả vai. Và rất tuyệt để giải phóng tất cả những căng thẳng cũng như co cứng nơi cánh tay. Bây giờ đưa tay phải lên trước mặt. Thấy không nào? Nó giống như hai con rắn đang trườn qua nhau, gặp nhau. Bạn sẽ từ từ
đưa khuỷu trái xuống bên dưới, chạm vào khuỷu phải và hai bàn tay chạm nhau. Và nhớ đẩy nó ra trước. Tôi muốn bạn giữ tay phải thật thẳng và giữ nguyên. Bạn sẽ thấy chỗ này mở ra. Nhiều người không thể làm thế này. Tôi muốn bạn cứ tập thế này thôi. Không sao, chỉ cần một tay chạm và hai khuỷu sẽ... Thấy hai khuỷu không nào? Chạm nhau và từ từ ra phía trước, giống như bạn đang muốn bò lên. Khuỷu hướng lên. Cứ như vậy trong 10 giây. Thấy không nào? Vai đang mở ra đó. Bả vai đang mở ra. Và khi bạn nhấc lên cao hơn, sẽ giải tỏa mọi căng cứng nơi vai. Tốt lắm. 4 giây. Tốt. Để tôi giúp nào. Có thấy không? Đúng rồi. Có thấy không? Dễ hơn nhiều. Cô ấy làm được rồi đấy. Thật dễ dàng. 3. Bạn thấy cách khóa của hai khuỷu không? Chỉnh nó đó. Hãy nhìn xem. Bây giờ thả lỏng nào. Và bạn lại tập trung vào phần hít thở. Khi hít vào, bụng phình ra. Thở ra, bụng hóp lại. Hít vào, bụng phình ra. Ta sẽ tập với tay trái. May là ta có hai tay. Ta thật là may mắn. Nào, khuỷu phải sẽ thế này. Thấy không nào? Và khóa nó lại. Nâng lên một chút. Đừng hạ xuống để bạn có thể cảm nhận nó. Lên một chút nào. Thẳng thế này rất tốt. Tôi muốn bạn giữ thế này. Hít thở. Rất tốt. Bạn ngoài đó tập thế nào? Khỏe không? Bạn cứ tập thế này đi. Sẽ có thêm nhiều điều mới. Bạn có thể dặn tay mình đấy. 5 giây nữa. 4, 3, 2. Và bạn thả lỏng. Thấy không? Rất dễ. Như hai con rắn rời khỏi nhau. Lại hít thở hai nhịp. 1, 2. Tốt lắm. Bây giờ ta đặt hai tay sang hai bên chân thế này. Bạn hãy cúi xuống. Ép bụng xuống đùi từ từ. Có thể bạn không làm được hay ngã xuống phía trước như thế này. Bạn có thể đặt tay ở đây và cúi xuống từ từ. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Và một khi bạn đã chạm đầu xuống được rồi, thì hãy để tay lại ra phía sau. Và từ tư thế này, tôi muốn bạn tập một bài tập gọi là tư thế con thỏ rừng. Là thỏ ấy. Tôi muốn bạn từ từ nhấc mông lên và tựa lên đầu. Rất tốt. Tư thế này massage đầu rất tốt. Không có gì xảy ra cả. Lúc này bạn vừa tập khớp, vừa massage đầu nữa. Bạn cũng có thể massage phía sau đầu nữa. Nào, nhấc mông lên và cứ lăn như thế. Bạn thấy không? Massage rồi đấy. Tay bạn chẳng làm gì cả. Bạn thấy không? Chỉ là để giữ thăng bằng thôi. Lại từ từ ngồi xuống nào. Thấy không? Rất dễ dàng. Hạ xuống chạm trán. Bạn sẽ massage rất nhẹ nhàng. Nhổm mông lên nào. Và lăn. Bạn sẽ tựa cả trọng lượng và nó sẽ kéo dài xương sống. Bây giờ từ từ ngồi xuống nào. Tất cả những căng thẳng nơi lưng trên sẽ được giải tỏa. Rất tốt. Thả lỏng. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Hít thở, thấy không? Nơi này có sức ép nơi cổ họng. Cằm bạn đang chạm xuống xương ngực. Thế là rất tốt. Vì nơi cổ họng bạn sẽ có các tuyến. Các tuyến ấy như một bông súp lơ. Khi bạn giữ nguyên tư thế này, bạn sẽ kích thích các tuyến ấy. Khi bạn thế này sẽ giúp giải tỏa căng thẳng và kéo dài xương sống. Những ngày ngoài đó mà thấp hơn tôi, mai mốt sẽ cao hơn. Tốt.
tin tốt vậy? Cứ giữ nguyên đó. Giữ đó. 5 giây nữa. 4 3 Cô ấy đang cười kìa. 2 Và lại từ từ hạ xuống. Tuyệt vời. Nào, từ từ ngồi lên đi. Rất tuyệt. Tuyệt lắm. Bạn cảm thấy thế nào? Nhìn mặt mình nào. Nhìn đi nào. Bạn nhìn như một quả táo ấy. Rất nhiều năng lượng và máu dồn về mặt khi cúi xuống thế này. Rất tốt cho mắt, mũi, tai khi máu tuần hoàn đến đó. Massage nó. Và ta sẽ thực hiện thế rắn hổ mang. Từ từ quỳ lên tứ chi nào. Tốt. Từ từ chạm hông xuống sàn. Rồi cúi xuống. Áp bụng xuống sàn. Tốt lắm. Hai chân khép lại nào. Và điều tôi muốn bạn làm là đặt tay thế này. Ép lòng bàn tay xuống. Và khi bạn đẩy người dậy, từ từ hít vào và quay mặt sang vai trái. Và từ từ hạ xuống. Chạm trán xuống. Sau đó lại từ từ ngẩng lên. Đầu quay sang phải. Cứ như bạn đang muốn nhìn thấy vai của mình, xem nó đẹp như thế nào. Và từ từ hạ xuống. Chạm trán. Rất tốt. Rồi hãy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sang vai trái. Và từ từ hạ xuống. Và nhấc lên, quay sang phải. Và rồi từ từ hạ xuống. Lần cuối cùng, ngẩng lên và nhìn sang trái. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này trong 5 giây, được không? Cong tay một chút. Bạn thật dễ thương. Nào, 5, 4, 3, 2 và từ từ hạ xuống. Và bạn từ từ nhấc đầu, nhìn sang bên phải, nhìn qua vai mình. Và giữ nguyên thế trong 5, 4, 3, 2 và hạ xuống. Hãy đặt tay trước trán và ngã xuống. Đặt đầu trên tay. Hít thở 2 nhịp, thả lỏng đầu. Tuyệt lắm. Và từ từ, tôi muốn bạn để hai tay hai bên mình. Thấy không? Hai lòng bàn tay úp xuống và tựa cầm. Và điều tôi muốn bạn làm là cong chân phải. Chỉ cần nhấc chân phải lên khỏi sàn, hít vào. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Cứ hít thở. 5 giây, 4 giây, 3, 2 và hạ xuống. Rất đơn giản, hạ nó xuống. Và bây giờ đến chân trái, nhấc nó lên một chút. 5 giây nào. 4, 3, 2 và hạ xuống. Nào, làm bên chân phải. 5 giây. 4, 3, 2 và hạ xuống. Chân trái. 5 giây. 4, 3, 2 và hạ xuống. Tốt lắm. Ta sẽ tập tư thế thư giãn, gọi là tư thế cá sấu. Hai chân hơi dang ra, rộng hơn. Tay nắm bắp tay. Nắm hai bắp tay nào. Tốt lắm. Và cúi đầu xuống. Thả lỏng. Quan sát việc hít thở chỗ này. Thả lỏng khung chậu. Thả lỏng chân. Và khi hít vào, ép bụng xuống sàn. Và khi thở ra, thư giãn trên sàn. Tôi nhắc lại, hít vào, ép bụng xuống sàn. Và khi thở ra, thư giãn trên sàn. Hãy tiếp tục hít thở và nằm càng lâu càng tốt. Hẹn gặp lại bạn. Xin chào. Cảm giác của năng lượng tuyệt đỉnh, đó chính là yoga.
hãy tập cùng tôi. Xin chào.